em là gia đình hưu trí. Tất cả gia đình nhà em ấy là ăn ở rất là đàng hoàng. Cả cái khu phố này người ta ai người ta cũng yêu quý. Ông chồng nhà em cũng thế đấy, tử tế lắm, đảm đang cơm rang hành mỡ lắm, chiều vợ lắm các bác ạ. Ôi tôi đây. Bác ơi, cái gì đấy ạ? Có chuyện gì ấy? Có chuyện gì à? Ừ, tắt nhạc. Chuyện tế nhị không thể nói được. Gớm sáng sớm ra thì hôn mình anh chụt một cái lại bảo chuyện tế nhị. Chắc là lại đòi ấy một cái này. Gớm, nỡ mà già rồi mà lại cứ còn nắm chuyện này. Tù ti tú tí người ta phải để buổi đêm, như ai này ban ngày ban mặt thế này ngượng chết lên được ấy. Rõ thật nhỉ. Ôi trời, ông ơi vào đây. Bà xem lại bà đi. Động cứ là chỉ có nghĩ ra những cái điều đấy thôi. Ô hay. Bây giờ pháo đã tịt ngòi, gia tài còn lại một vòi nước trong. Chuyện gì mà cứ sáng ra ông cứ giấm giấm rúi rúi là thế nào hả? Thế trong cái ba lô nó là cái gì? Trong cái ba lô nó là tiền. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi ông ơi là ông ơi. Trời ơi ông ơi là ông ơi. Tại sao ông lại đi ông cướp ngân hàng? Ôi ơi ông ơi là ông ơi. Cầm mẹ mồm đi. Nhìn em thế này nó bảo em đi cướp ngân hàng. Vợ với chả con. Thế không cướp ngân hàng thì tại sao có cả một ba lô tiền thế kia? Bà làm sao đấy? Tiền này là tiền tôi nhặt được. Nhặt được hả? Ôi trời ơi. Bà làm cái gì đấy? Thì còn làm cái gì nữa? Mẹ đếm tiền chứ còn làm cái gì? Chưa nhìn thấy con này đếm tiền bao giờ à? Sao bảo gia đình văn hóa? Mẹ gia đình văn hóa cũng phải đếm tiền. Đếm đi, đếm đi, đếm khẩn trương vào. Này, tôi đi tập thể dục về. Nhìn thấy cái túi đèn đen, tôi lại tưởng là túi rác. Nhưng mà túi nó đẹp, tôi nghĩ là đổ rác ra, rồi sau đó mang túi về dùng. Thế mà, hóa ra là tiền ấy. Chết rồi. Sao? Chết rồi ông ơi. Sao? Nhà mình giàu rồi. Nhà em giàu rồi các bác ơi. Ôi trời ơi. Ôi lạc nước ơi, tôi giàu rồi, lạc nước ơi, tôi giàu rồi. Nhà tôi nhặt được tiền, chồng cướp, tôi nhặt cướp, được tiền. Cướp, cướp. Cướp đâu? Im mẹ mồm đi, cứ gào ầm to như thế khác gì bảo cướp ơi đến nhà em mà cướp. Khẽ khẽ cái mồm thôi. Ờ đúng rồi, ông ơi ông, mình làm gì với cả cái số tiền này hả ông? Mình làm gì nữa, giàu rồi. Giàu rồi. Bố mẹ ơi. Ai đây? Con ơi, con là thằng Hỏa đây. Thằng Hỏa con thằng mình Hỏa. Bà ông ra mở cửa, ông ra mở rồi, cửa rồi, đi. Rồi, rồi, để tôi mở cửa đi. Ông ơi, đừng ra mở cửa, đừng ra mở cửa. Sao, sao? Trời ơi, thời buổi này trộm cắp như rươi ông ạ. Rồi. Tôi bảo này, có khi lúc nãy là ông bị thằng nào nó theo dõi rồi. Bây giờ ông phải thử xem đấy có phải là con mình không. Nhỡ đâu vào cướp nó bóp cổ mình, nó giết mình thì chết ông ạ. Ờ, Hỏa ơi. Bố nhận ra rõ ràng là con rồi. Nhưng mà theo nguyên tắc quản lý bố vẫn phải kiểm tra. Bà kiểm tra. Này này Hỏa ơi. Dạ. Thế bố mày tên là gì hả con? Bố con tên là Nguyễn Sơ Khai. Hai bố con là Khai Hỏa. Đúng rồi. Này nhưng mà cái chuyện này ai cũng biết. Bây giờ ấy là bà hỏi cái gì mà chỉ có hai mẹ con biết thôi. Ừ nhỉ. Đúng rồi. Ừ, để tôi nghĩ ra rồi. Hỏa ơi! Dạ! Thế cái lúc mà bố mày không có ở nhà thì chỉ có hai mẹ con thì mẹ mày hay nói câu gì hả con? Mẹ hay mắng con là ui giời ơi! Cái mặt mày ngu như cái thằng bố mày ấy! Nó nói đúng không ông? Đúng cái gì? Hả? Hả? Nó bảo mặt... Thế hóa ra là không có tôi ở nhà, bà mắng nó là mặt ngu như mặt tôi à hả? Khổ quá! Thì cái lúc mà người ta bực mình lên làm sao mà cái tân nắng tóm lại là có chứ? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, mở cửa. Mở cửa, ông mở đi. Ông mở đi. Vào đi con ơi. Ôi trời ơi.
ban ngày như thế này đóng cửa và làm cái gì? Cứ như là buôn bạc giả thôi. Im mẹ mày mồm đi. Làm sao? Mày đừng có nói đến tiền bạc vào lúc nhạy cảm này. Con nói cho bố mẹ biết nhá, con không thích con em bé đâu ấy nhá. Cái thằng này sao lại nói thế nhỉ? Thế vào đây bố mày bảo. Cái gì hả bố? Cái gì đấy? Tiền. Mày xem đi. Tiền gì ạ? À? Đây, thằng mở cho. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, bố mẹ ơi, bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ đã ăn chắc để dè, dành tiền để cho con khởi nghiệp ạ. Con cảm ơn bố mẹ. Con tiền sư mà. Tiền nào tiền của mày? Hả? Tiền này là bố mày nhặt được. Nhặt được đi hiểu chưa? Hả? Bố nhặt được tiền á? Ừ. Ôi giời ơi, bố nhặt được tiền á? Ôi giời ơi, bố nhặt được tiền á? Mày giời ơi, bố nhặt được tiền. Thứ mày, tiền thứ mày. Làm sao ạ? Ai đẻ ra mày mà sao mày ngu thế à? Nó con bà đấy bà. Nhìn thấy tiền là gào tướng lên như kiểu muốn nhảy qua hàng rào mà lại còn nữa. Ai đẻ ra mày? Mày con nhà ai? Tiền bố mày nhặt được đấy. Bố nhặt được tiền à? Bố ơi, tại sao bố không nhặt sớm hơn cho gia đình mình đỡ khổ bố? Mày cứ làm như là tiền nó chờ mình ở ngoài cổng để bố mày nhặt đi. Mời mời bố mẹ đứng vào đây. Mời bố mẹ đứng vào đây. Đây, đây, để đây. Con chụp một kiểu ảnh đăng lên trên mạng cho nó máu. Đấy chưa? Cho bạn bè con nó biết nhà mình là giàu rồi. Thằng tên này. Mày chụp cả bố cả mẹ mày mấy cái đống tiền này trên đấy cũng mà mời ông chơi à? Sao mày ngu thế hả con? Thế thì thôi, không chụp ảnh nữa, không rồi. Đăng lên Facebook nữa. Rồi. Thế nhưng mà bây giờ giải quyết số tiền này như thế nào? Bởi vì nó quá nhiều. Ông ơi. Hả? Thế bây giờ nhà mình giải quyết cái số tiền này thế nào? Bởi vì nó quá nhiều ông ạ. Ừ nhở. Đột ngột quá. Ừ. Cứ mong giàu mà tự nhiên giàu đánh phịch phát ông lại sợ ấy. Tôi có cách rồi. Cách gì ông? Bà là chủ tài khoản gia đình. Bà nghĩ cách đi. Ừ nhỉ. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Mẹ. Mẹ nghĩ cách đi. Tôi nghĩ này nhá. Rồi. Bây giờ hai bố con này, nhà mình là bao nhiêu năm nay thắt lưng buộc bụng rồi. Bây giờ mình cứ ăn thả phanh đi, ăn tá lả đi, mua thịt, mua cá, mua mắm, mua muối, coi là chặt nhà đi. Rồi. Mà hôm nay này, tôi quyết định ra chợ, tôi sẽ mua ngay một con cá 7 cân. Nhà mình chỉ ăn đúng khúc giữa thôi, còn lại khúc đầu mấy khúc đuôi là mình vứt luôn. Sang trọng quá bà. Bây giờ mình nói đến chuyện ở đi. Ở đi. Ờ. Ăn là phải kèm với ở. Đúng rồi, rồi, rồi. Bây giờ thế này, con nghĩ là cách như thế này thì bố xem bố có duyệt được không nhá. Rồi. Con sẽ mua một cái nhà của bác Quốc ở bên tay phải nhà mình. Rồi. Đấy. Xong con lại mua tiếp cái nhà bác Nam ở bên tay trái mình. Rồi. Con mua tiếp cái nhà của cô Dung ở đằng sau. Rồi. Được chưa? Rồi. Sau đó con đập đi toàn bộ, nhá. Xây lên một cái nhà nhỏ thôi, 7 tầng. 7 tầng. Vâng, 7 tầng. Nhà mình giàu. Mày xóa đi. Xóa luôn à? Bố sao? Mày không tiếc tiền. Vâng. Quan trọng là phải chi tiêu cho nó đúng địa chỉ. Đúng. Xây 7 tầng chưa hết tiền đâu. Làm sao mà hết được hả bố? Thế bây giờ mình nhiều tiền thế này cơ mà. Ôi trời ơi, bây giờ còn làm việc gì nữa đây? À chờ chờ chờ. Từ thiện, từ thiện. Đi từ thiện. Rồi 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 rồi. Chờ tôi một tí. Sẽ đi từ thiện. Đúng. Mình phải đi từ thiện đi. À nhưng mà thôi thôi thôi. Sao? Bố ơi. Theo ý con là thế này nhá, à, bố đừng có đi từ thiện nữa. Rồi. Đấy bố thấy đấy, bây giờ đấy, nhà nhà đi từ thiện, người người đi từ thiện. À. Rồi cuối cùng người ta toàn lấy tiền của người khác đắp vào người mình thôi. Mày tốt nói là... thế thì không được đâu, không. Mất quan điểm ấy. Không, con nói bố nghe, tốt nhất là bố muốn từ thiện ấy, thì bố từ thiện luôn cho họ hàng nhà mình như này. Bởi vì họ hàng nhà mình cũng đang nghèo lắm. Đúng, người đấy. Trong nhà mình nên giúp đỡ nhau trước. Vâng. Rồi. Tôi là tôi thống nhất như thế. Nhà mình có được lộc lá ngày hôm nay cũng do ông bà tổ tiên họ hàng mà có. Rồi. Thế cho nên con nạn nhà mình đại gia rồi, sống sánh đi. Này, thế gọi mọi người đến mà cho tiền à? Không, mùng 1 Tết mình mời tất cả họ hàng đến nhà mình ăn cơm. Rồi. Rồi. Sau đó mình phát phong bì cho họ. Thông bao lì xì. Được. Thế bây giờ là mấy chục người thế thì mày định phát cho mỗi người bao nhiêu? Dạ, theo ý con là con phát cho mỗi người 50 triệu. Mày điên à? Hả? Cái gì mà lại 50 triệu rồi? Thôi, 50 triệu á? Con hiểu ý mẹ rồi. Thôi, con xin lỗi mẹ. Thôi, thì là phát cho mỗi người 70 triệu. Ôi trời. Ôi, chắc là 70 triệu thế à? Thì mỗi người 100 triệu. Ôi trời. Bao nhiêu? Quan điểm bà thế nào bà nói rõ ra. Bao nhiêu à?
300.000 thôi. Ôi giời. Mẹ ơi, từ thiện cho họ hàng nhà mình mà lại mỗi người có 300. Thế thôi. Bao nhiêu năm ăn kham ăn khổ rồi, bây giờ có tí tiền thế này, mình mang đi mình từ thiện hết thì còn gì gia đình nhà mình sống nữa con. Thôi giờ thế này đây, ta khuyến mại cho thêm này 20.000 nữa là 320.000. Được rồi, thôi bây giờ. Nhưng mà từ thiện thế cũng chưa hết tiền. Bây giờ này, bố mẹ nhìn con đây này, ăn mặc sộc sạch quá. Thì bây giờ bố mẹ cho con ít tiền để con mua quần áo mới đây. Tiền cho mày mua quần áo mới à? Vâng. Tiền cho mày mua quần áo mới. Vâng. Con. Dạ. Xuất kho. Xuất kho không ạ? Úi giời. Con xin ạ. Úi giời, con xin ạ. Sang trọng nó cho tiền con phải thế này. Bắt lấy con. Úi giời, con xin ạ. Dạ. Mày đi mua quần áo xịn nhất, ngon nhất, mẫu nhất, mốt nhất, mặc cho nó sang trọng. Con cảm ơn bố. Rồi. Con cảm ơn mẹ. Rồi. À, con đi bố ạ. Con đi mẹ. Dặn ngay. Mày mua ở chỗ nào xa xa. Vâng. Đừng mua mấy cái phố quanh đây rồi người làng, người xóm người ta biết. Vâng. Biết là nhà mình giàu có rồi thì là không ổn đâu con ạ. Vâng ạ. Xuống Thái Bình mà mua. Xuống tận Thái Bình. Vâng. Con yêu bố. Con yêu bố. Con đi ạ. I love you baby. Ông ạ, tôi không thể tưởng tượng tại sao nhà mình lại có ngày hôm nay ông. Sao lại thế được bà nhỉ? Cất tiền. Nhưng mà ông ơi, nhà mình tang hoang thế này cất vào đâu? Hả? Mang xuống dưới bếp, vùi trong cái chỗ than tổ ong ấy. Bà đập một viên ra, rắc nó lên trên. Ôi dồi ôi. Tạo hiện trường, nhà không ai phát hiện ra đâu. Rồi, đây, nhanh. Ai ơi? Ông Khai có nhà không? Ông Khai ơi! Ông Khai không có nhà! Tôi quang điếc đây! Ông Khai mở! Ông Khai ơi! Biết rồi! Không có nhà đâu! Ông Khai ơi! Ông Khai ơi! Tôi quang điếc đây mà! Ông Khai ơi! Thôi! Ra mở cửa đi! Nhức đầu lắm! Mời vào! Ông này vào là chỉ có đánh cờ ăn lạc luộc thôi đấy mà! Ừ! Thế cũng được! Cứ mời vào đi! Rồi! Mời ông vào! Úi giời ơi! Sáng ngày ra mà đóng cửa sớm thế! Hả? Chào ông! Mọi hôm giờ này là mở banh tha lành ra, thế mà hôm nay lại đóng cửa. Này, khiếp, hai vợ chồng đóng cửa trong nhà cứ như là buôn bạc giả. Im mẹ ổn đi. Hả? Đừng có chạm vào cái từ nó nhạy cảm thế. Này, hôm nay sang đây đánh có ván cờ ăn lạc thôi. Này, tôi bảo đây. Hả? Cầm lấy mấy cái này nhá. Cái gì đây? Phô tô ra. Hôm nay họp tổ dân phố phát cho tất cả mọi người. Đây toàn các bài thuốc chân gian chữa bệnh đấy. Chỉ này, cận thị này, ông có muốn hết cận thị không? Tôi có cận đâu mà muốn. Thì ai ở nhà, bà có muốn hết cận thị không? Rất dễ, ông cứ làm như thế này. Xoa 10 lần ở Thái Dương, xoa 10 lần ngược lại ở đỉnh Thái Dương, xoa 10 lần ở đuôi lông mày, xoa 10 lần ở giữa lông mày, vuốt xuôi 10 lần, tháng sau bỏ kính. Thế ạ? Ừ, trong này còn có nhiều bài thuốc hay lắm. Thằng Hỏa nhà ông đâu rồi? Thằng Hỏa nó đi có việc rồi. Này, thằng Hỏa nó yêu con ông Tùng ở xóm nhà mình ấy. Rồi. Sau đấy ông Tùng chuyển lên Thái Nguyên. Ông ấy chuyển lên Thái Nguyên, ông sống ở trên đấy. Hôm trước tôi lên thăm ông ấy, ông ấy ở cạnh một bà hàng xóm rất xinh, hai đời chồng. Đời trước có một đứa con trai, đời sau được hai đứa con gái. Xinh lắm ông ạ. Học ở dưới Hà Nội rồi. Hôm vừa rồi đi ăn cưới lại gặp nhau. Ông bảo thằng Tùng liên lạc với bà ấy cho tôi cái. Làm gì? Hôm trước bà ấy bị trĩ, để tôi chữa trĩ cho bà ấy. Cái tuổi già rồi mà không uống thuốc Tây được đâu, phải uống cái thuốc Nam này mới tốt này. Rồi. Chữa trĩ rất dễ ông ạ. Như thế nào? Này, lấy hai ngón tay trỏ xoa ở Thái Dương 10 lần, sau đó đỉnh Thái Dương 10 lần, sau đó đuôi lông mày 10 lần, sau đó giữa lông mày 10 lần, vuốt xuôi, hết trí. Tôi tưởng đấy là chữa cận thị. Hả? Đấy là chữa cận thị. Thế à? Ờ. Chắc nó giống nhau đấy. Nhớ này, ôi trời ơi. Này, thế hôm nay làm gì à? Bận à? Không bận gì đâu. Không phải chờ lâu, tôi sang một lúc thôi. Đánh với ông hết ván cờ này rồi tôi về. Này, lần trước thua 18 củ, lần này là không thua đâu nhá. Đấy, hai ông ngồi đánh cờ với nhau thoải mái. Tôi không chơi gái. Bà bị làm sao đấy? Già cả bằng tuổi này rồi còn chơi gái. Giờ đi đái còn trả xong, gái mú gì. Ừ thì thôi được rồi, hai ông ngồi đánh cờ với nhau, tôi không làm phiền. Hả? Không làm phiền. Tiền à? Bà lấy tiền ở đâu? Tiền cho tôi à? Không, tức là
đánh cờ ăn lạc thôi. Ừ, ăn lạc. Khổ quá, không có cờ bạc gì cả. Tôi với ông đánh vui bao nhiêu lâu nay rồi. Cờ bạc có công an người ta bắt đến phường lâu rồi. Đấy, làm thế nào với cả cái ông điên này bây giờ? Tôi chờ được, không sao cả. Riêng cứ cho tôi tiền là tôi chờ được hết. Bao nhiêu thời gian tôi cũng chờ. Ôi các bác ơi, không hiểu thế nào chứ. Năm mươi mấy năm nay em điếc không nghe thấy gì mà tự dưng nghe thấy tiền mình lại tinh luôn. Đây, tôi chờ được đấy. Chờ cái gì mà chờ? Hả? Không làm phiền. Bà đi lấy tiền chứ gì? Khổ quá, bà nhà tôi đi giặt. Hả? Đi giặt. Nhặt được tiền à? Ôi trời, ôi trời ơi. Bà con ơi, nhà ông Khai nhặt được tiền. Thôi, ôi trời ơi. Thôi đi, ông làm sao đấy? Sướng nhất nhà ông đấy. Trời ơi, tôi mấy chục năm rồi chưa nhặt được cái gì. Ông bà thôi, nhặt được tiền à? Thôi, không nói với tôi. Trời ơi, nhặt được tiền à? Ở đâu? Nhiều không? Làm thế nào với cả cái thằng điên này bây giờ? Khổ quá, đã bảo tôi chờ. Yên tâm đi, nhặt được tiền là tôi chờ được. Này, ăn một mình là không được đâu nhá. Chia lọc đi, chia lọc đi. Bà vào trong lấy tạm mũi tiền đưa cho ông cho rồi. Yên việc đi, nhanh 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 nhanh. Rồi. Này, bao nhiêu? Nhặt ở đâu? Nhiều tiền không? Hả? Nghe nhá. Ừ. Đừng nói cho ai biết là vợ chồng tôi nhặt được tiền. Tôi biết rồi. Không được nói với ai là vợ chồng ông nhặt được tiền. Rồi. Hả? Đây, cầm lấy. Úi dồi ôi, cho mà nhiều thế này à? Ừ. Thế thì chắc vợ chồng nó phải nhặt được nhiều lắm. Đây, ở đâu đấy, chỉ tôi nhặt với. Ôi trời ơi, không có đâu. Thôi về. Được rồi. Về hả? Nghe này, đừng nói với ai là vợ chồng tôi nhặt được tiền. Ông yên tâm, giữ bí mật là chắc chắn. Tôi là nhất cái khu này. Cái hội đánh cờ với mình ý, là tôi không nói đâu. Đúng. Tôi lấy tiền này tôi sẽ khoe với bọn gà chọi. Ôi trời ơi. Ôi gà chọi không nữa. Thế hả? Không được nói với ai. Biết rồi, nhớ bảo cái bà mà mẹ người yêu thằng Tùng ấy, đừng gọi điện cho tôi. Gọi điện xin thuốc là tôi không nghe được đâu. Phải nhắn tin nhá. Không được nói với ai là ông bà nhặt được tiền. Rồi. Được rồi, tôi không nói với ai là ông Khai nhặt được tiền. Ôi trời ơi, ông ơi là ông ơi. Em nói thật các bác chứ, trước khi mình nhặt được tiền ấy, thì mình thấy hàng xóm người ta dễ thương. Từ khi em nhặt được tiền thì chỉ muốn chuyển mẹ hàng xóm đi chỗ khác. Này ông Quang Điếc ơi, tôi là không tiếp khách nữa đâu nhá. Bác Khai ơi. Ai đây? Cháu Đại. Đại nào? Đại cảnh sát khu vực đây. Mẹ chết rồi ông mẹ ơi. Rồi. Tại sao ôi lại thế? Cháu cảnh sát khu vực đâu đây là mình làm. Chú Đại ơi. Chú Đại sang nhà tôi có việc gì đấy? Chúng cháu sang chúc Tết hai bác thôi. Này, năm sau chúc có được không? Bác buồn cười thật. Tết năm nay để sang năm sau chúc, rông cả năm đấy. Nhưng mà vợ chồng tôi đang bận. Bác cứ giải quyết việc riêng đi, chúng cháu đứng ngoài đây đợi. Tự nhiên công an khu vực sang thăm hỏi một cách quyết liệt thế này là có việc rồi. Thôi ông ơi, có mở không bà? Mở đi, không người ta quy cho mình cái tội là chống người thi hành công vụ. Mở. Chào hai đồng chí công an. Chào hai bác. Ừ. Hai bác làm sao thế ạ? Dạ. Chúng tôi không sao ạ. Hai bác làm cái gì mà cứ như là buôn bạc giả thế ạ? Đâu có, thật chứ không giả đâu. Thực ra không có việc gì đâu. Chúng cháu đi làm nhiệm vụ mà. Rồi. Tết nhất đến nơi rồi. Rồi. Tháng này tháng củ mật. Rồi. Trộm cắp nhiều lắm. Chúng cháu phải có trách nhiệm đi nhắc nhở các hộ trong khu vực. Rồi. Cẩn thận về vấn đề an ninh. Rồi. Gìn giữ của cải vật chất. Rồi. Nhất là tiền ý. Công an nói thế là kiểu nói bóng nói gió đưa vào vấn đề đấy. Thôi báo cáo với anh công an thế này. Dạ vâng. Thôi anh vào thẳng vấn đề đi. Anh đừng làm chúng tôi căng thẳng. Dạ vâng. Này, mình vào việc luôn đi. Mình vào việc luôn nhỉ. Ôi dồi.
xin lỗi hai bác ạ. Cái còng số 8 nó rơi thôi ạ. Các bác làm cái gì đấy ạ? Không sao, tôi có làm gì đâu. Dạ, báo cáo đồng chí. Thế là ông Quang ông ấy nói hết với đồng chí rồi ạ? Dạ vâng, bác Quang nói hết với bọn cháu rồi. Bố tổ sư thằng hàng xóm đều đúng là nuôi ong tay áo. Nó mang tiếng điếc nhưng mà nó biết hết đấy. Bác Khai, bác yên tâm đi. Việc này ấy, chưa thành tội phạm được đâu. Chúng cháu mới quy vào là yếu tố để cấu thành tội phạm thôi. Dạ. Chú ơi. Dạ. Báo cáo chú thế này ạ. Dạ. Tôi nói thật với chú là lúc đầu là vợ chồng tôi định sang báo cáo công an phường đấy ạ. Đúng rồi. Nhưng nhân ngày xuân sắp tới rồi mà đang vui vẻ thế này, vợ chồng tôi lại sang lại báo cáo với các chú chỉ vì chuyện an ninh thôi. Đúng rồi. Thì nó phiền cho các chú quá. Dạ, báo cáo chú là chúng tôi nghĩ thế này. Ngày Tết mà nói chuyện an ninh trật tự với công an nghe nó không phải. Đúng rồi. Vâng, báo cáo với đồng chí là thế này. Chúng tôi cũng hoàn toàn vô tình thôi. Ừ. Dạ. Báo cáo đồng chí là tiền thì vẫn còn nguyên kia. Dạ. Tôi mới lấy một ít thì cho thằng Hỏa nó đi mua quần áo với cả cho ông Quang một chút chứ. Chúng tôi chưa động chạm gì đến tiền cả. Tiền gì ạ? Thì tiền tôi nhặt được đấy. Bác nhặt được tiền á? Ô thế tôi tưởng hai đồng chí đến đây về việc đấy. Không. Hôm nay chúng cháu đến đây để là hỏi hai bác, nhắc nhở về việc bác và bác Quang Điếc là thường xuyên đánh cờ để ăn lạc. Hôm nay cho đến hỏi rõ là xem có đúng là hai bác đánh cờ để ăn lạc không, hay là cái hình thức đánh bạc trá hình. Tôi xin thề, cứ tưởng chuyện kia hóa ra chuyện này. Tôi xin thề với hai đồng chí, với tư cách là một người nghỉ hưu lâu năm và là một gia đình văn hóa, tôi xin cam đoan với các đồng chí là chúng tôi chỉ đánh cờ ăn lạc mà ăn lạc luộc, không hề có hành vi đánh bạc ở đây. Dạ mong các đồng chí xem xét ạ. Nhưng mà cháu thấy bà con hàng xóm là phản ánh hai bác thường xuyên đánh cờ vào buổi chiều và rất to tiếng. Dạ báo cáo to tiếng là do ông Quang ông ấy bị điếc, ông ấy nói to chứ không phải chúng tôi có xích mích gì đâu. Dạ thực ra cũng không có gì quan trọng đâu. Rồi. Bác nói như thế là chúng cháu tin rồi. Rồi. À thôi bây giờ chúng cháu phải đi làm nhiệm vụ tiếp. Rồi. Nhắc nhở các hộ dân khác ở trong khu vực. Rồi. Thôi, chào bác nhé. Dạ. Ui giời. Cháu xin lỗi. Tay công an có khác, cứng như thép. Thế mới bắt được tội phạm. Thôi, cháu về nhá. Chào các đồng chí. Đại bác ạ. Thế mà nó quên ngay được. Oh yeah. À mà này. Dạ. Thế còn cái chuyện nhặt được tiền của hai bác ấy, cụ thể thế nào? Ôi tôi tưởng đồng chí quên rồi. Nghiệp vụ của bọn cháu, làm sao bọn cháu quên được? Ôi trời ơi ông ơi. Thôi báo cáo đồng chí thế này. Dạ. Từ khi mà nhặt được tiền ấy là tôi cũng cảm thấy tôi cuộc sống tôi nó bị đảo lộn hết cả. Dạ. Dạ mong đồng chí hiểu thế này. Tôi đi tập thể dục về, gặp một cái túi màu đen, tôi tưởng là túi rác. Đá vào thì lại thấy cứng cứng, dở ra toàn là tiền ạ. Chính xác là bác nhặt được tiền. Dạ. Tiền, dạ nhiều tiền lắm ạ. Chết rồi. Bắt đầu nghiêm trọng rồi đấy. Vâng. Này, tại sao khi nhặt được tiền, các bác không báo với cơ quan chức năng để cho người ta giải quyết? Dạ. Như hôm nọ báo đăng đấy, có một cái xe máy bị để quên. Vâng. Để mấy ngày không ai nhận. Đến khi mở ra để kiểm tra thì bên trong có hai cái túi. Hai cái túi. Hai cái túi. Một túi khi mở ra bên trong là đâu hình như là 1.8 tỷ. 1.8 tỷ. Nhiều thế. Nhiều quá. Ăn chú đích thì vì số tiền mình nhặt được. Vâng. 1.8 tỷ bình thường. Bình thường. Còn một túi nữa. Vâng. Khi mở ra các bác biết là thế nào không? Là thế nào? Cái gì ạ? Một cái tay người còn tươi rói rói. Ui dồi ôi. Mà các đồng chí là trong túi như tôi là chỉ có tiền chứ không có tay ạ. Các đồng chí. Nhưng mà các bác có giữ nguyên hiện trường của cái túi không? Có giữ được dấu vân tay trên đó không? Dạ báo cáo là dấu vân tay làm gì ạ? Dấu vân tay là tang chứng để cho chúng cháu điều tra. Rất có thể là dấu vân tay của chủ số tiền đó. Đúng. Mà cũng có thể là dấu vân tay của tội phạm. Nếu mà bắt được tội phạm chúng cháu xử ngay. Báo cáo đồng chí là thế này. Trên túi bây giờ chắc chắn còn dấu vân tay, nhưng còn
của tôi với bà ấy. Dạ, bác đồng chí, nhưng chúng tôi không phải là thủ phạm mà. Dạ, vâng ạ. Báo cáo đồng chí là đồng chí giải quyết. Thôi, các bác không phải lo. Dạ. Bây giờ như này. Thế nào ạ? Chúng cháu sẽ lập biên bản ngay tại đây. Dạ. Và đưa lên phường để xử lý. Dạ. Đưa lên phường xử lý à? Dạ vâng. Nhưng mà xử lý thế nào hả chú ơi? Nếu như mà trong vòng một tháng không có ai đến nhận hoặc chứng minh được số tiền đó là của người ta, dạ, thì hai bác sẽ được nhận sau khi trừ tiền thuế. Vẫn còn hy vọng. Ừ, ông ơi, may quá. Nào đồng chí, làm việc đi. Vâng. Hôm nay, ngày 28 tháng 12, tại gia đình nhà ông bà Khai. Bố tôi... mẹ ơi, bố mẹ ơi. Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi. Sao đấy à con? Ơi, bố mẹ ơi, cứu con. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi, thằng Hóa. Ôi trời ơi, con. Mày làm sao thế này con? Con ơi, mày làm sao, mày làm sao thế này? Con nghe lời bố. Bố bảo là đi xuống Thái Bình mà mua quần áo. Thế là con... Thôi con không xuống Thái Bình bởi vì nó xa quá. Con mua ngay gần Đông Anh đây thôi. Rồi con lên xe buýt. Con sợ mọi người theo dõi con. Rồi con lại xuống xe buýt. Con đi... chuyến xe khác, con lại quay lại đằng sau xem có ai theo dõi mình không. Con lại xuống xe buýt, con lại đổi, con lại đi xe ôm, xong rồi con lại đi xe buýt. Rồi. Rồi cuối cùng con đến cửa hàng quần áo, con bao trọn cả cái cửa hàng đấy. Ai mà bán hàng cho con, ai phục vụ con là con bo hết. Rồi, rồi cuối cùng con mua được 3 bao tải. Khi thanh toán tiền, nó đấm con vỡ mồm, nó bảo mày tiêu tiền giả à. Sao lại tiền giả? Tiền giả? Ông Khai ơi, ông Khai ơi, ông Khai ơi, ông Khai ơi, ông Khai ơi. Cái gì vậy? Ông Khai ơi, ông Khai ơi, trời ơi. Thằng Hỏa, dạ, mày đi chòi gà về à? Đâu ạ? Tiếc quá, trông mặt mũi kinh thế này, năm hết Tết đến rồi, sao lại ăn mặc mặt mũi trông kinh quá. Cảm ơn ông bà, cảm ơn ông bà. Ôi, cảm ơn, xin chào hai đồng chí. Cảm ơn. Ôi giời ơi, mừng quá. Cái số tiền bà cho tôi ấy, tôi đưa toàn bộ cho bà nhà tôi. Bà ấy đi siêu thị sắm một cái Tết cực kỳ sang trọng. Năm nay nhà tôi ăn Tết to hơn năm ngoái. Này, ông bà nhặt được tiền cho tôi. Thế đã cho hai chú chưa? Ôi yên tâm đi, ông bà này thơm thảo lắm. Không phải ăn một mình đâu. Rồi sẽ cho đến lượt hai anh. Chúc mừng, ôi giời ơi, chúc mừng tôi. Này, đi. Tiền đấy ông tiêu được hả? Không, tiền thật chứ không phải giả. Thưa mày, thế sao người bác đây tiêu được mà mày không tiêu được, mày bảo tiền giả hả? Sao lại mắng con nó, thế bà lấy tiền ở đâu đưa cho nó? Thì tiền đưa cho thằng này là tôi lấy ở trong cái ba lô. Ô mà tay tôi lấy mà. Chứ còn gì nữa, còn tiền đưa cho ông này là tôi lấy ở trong cái túi của tôi. Tiền nào bà lấy trong túi? Thì cái tiền 5 triệu 2 ông đưa cho tôi để sắm Tết cho cả gia đình đấy. Ôi tôi chết rồi. Ôi chết rồi. Nhặt thì nhặt được tiền giả mà giả lộc thì giả lộc tiền thật thế này rồi. Ôi cảm ơn nhá. Tôi không liên quan đến những cái việc xảy ra ở đây nhá. Cảm ơn ông bà nhá. Rất cảm ơn, rất cảm ơn. Ô hô. Đời thế mà lại hay các bác ạ. Đôi khi cứ điếc điếc lác lác thế mà lại sướng. Bà con ơi, nhà ông Khai nhặt được tiền nhưng mà toàn tiền giả. Ôi trời ơi. Đúng là viện dưỡng lão có khác. Danh bất hư truyền. Vào viện dưỡng lão phát lão hóa tâm hồn luôn. Em nói các bác nha, theo nhiều công trình nghiên cứu khoa học thì càng về già, tức là vào viện dưỡng lão càng nhiều và lão hóa tâm hồn càng lắm thì càng giống với trẻ em. Mà đã là trẻ em thì không quan tâm đến công danh, không quan tâm đến sự nghiệp, mà cũng chẳng quan tâm đến tiền bạc. Đã có một nhà khoa học đưa ra rằng nếu để một tờ 50 và một tờ 500 trên đường, người già đi qua tờ 500 đến tờ 50 quyết định cúi xuống nhặt tờ 500. Nhưng mà đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Còn trong thực tế thì người già đi qua tờ 500 đến tờ 50 cúi xuống nhặt cả hai cho vào túi. Cho nên em nói với các bác, tất cả
cả những ai trong số chúng ta về lý thuyết già càng sớm càng tốt. Vỗ tay. Cho nên em cũng nói với tất cả các bác rằng những ai mà có nhu cầu đưa bố mẹ vào trại dưỡng lão, vào viện dưỡng lão thì đưa khẩn trương, bởi vì các cụ luôn thích vào trong đó. Ngày Tết ngày nhất em vào trong trại dưỡng lão, em cảm thấy thanh lọc tâm hồn. Ôi trời ơi, sắp đến giờ rồi, vào mà không vào ăn cháo đi thì nào ngoan, nào thương, nào ăn cháo. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái gì đấy? Hóa ra mày trẻ danh hả, chứ không phải là như chúng tao hả? Ồ, thì xin lỗi. Mà làm cái gì đấy? Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì? Ôi thằng ấy. Ấy nào? Thằng mày có phải là thằng ấy con của bà ấy không? Bà ấy nào? Cái bà ấy là mẹ thằng ấy đấy. Bà vớ va vớ vẩn. Tôi là con của ông. Ông ấy à? Ôi chứ không phải con bà ấy mà là con ông ấy à? Thế tao nhầm, xin lỗi nhá. I am sorry. Đấy. Nói xong phát đi luôn. Làm người già sướng thế. Nhầm cái lại còn biết ngoại ngữ. I am sorry. Thế là xong. Đau hết cả đầu. Quái lạ thật. Đến giờ nay rồi mà anh vẫn còn chưa đến. Anh Hiếu ơi là anh Hiếu. Hẹn đến thăm bố mà giờ này cũng chưa đến là thế nào? Mà không hiểu tại sao bố em lại đặt tên ông anh là Hiếu. Trọng Hiếu. Ông này phải tên là Bất Hiếu mới đúng. Hiếu đây. Ai nhắc gì Hiếu đây? Hơi. Em mời anh ngồi ạ. Mời ngồi thì cứ ngồi, làm sao mà phải làm cái gì đấy? Em lau ghế. Lau ghế thì người ta lấy tay, lấy khăn người ta lau, chứ lại lau ghế lại như thế này. Trông không khác gì xay cháo cho trẻ em. Anh ạ, cái lúc anh chưa đến em lo lắm, em chỉ lo cho anh thôi. Thế à? Vâng ạ. Lo cái gì? Lo anh ngày Tết đường đông, nhưng mà anh đi đường như ô tô đâm phát nát bét thì chết. Ừ. Tình cảm anh em nó phải thương. Thằng điên. Cứ tưởng nó thương mình thật. Mày định đến thăm bố anh như thế nào? Thì em đến thăm bố ạ. À? Em đến thăm bố nhưng mãi anh không đến ạ. À. Này, vừa rồi tao mới xuất hiện ở cửa thôi. Rõ ràng có đứa nó bảo tao là thằng Bất Hiếu. Có đúng là mày không? Không ạ. Có đúng không? Chỉ có hai anh em ở đây thôi, không có ai cả. Mày... Thôi, sao vào đây lại cứ đánh nhau như thế à? Thế sao vào trong viện dưỡng lão mà chúng mày cứ la toáng lên thế? Cái nơi này nơi để các cụ yên tĩnh mà sao lại cứ đánh nhau chửi nhau ở trong này như thế? Này ô thế này, gầm đấy à? Ô này gầm này. Này. Đây là viện dưỡng lão hay là sở thú hay sao mà lại có con sư tử liên tỉnh nó sổng ra đây thế này? Muốn sư tử có sư tử nhá. Muốn hà mã có hà mã nhá. Kể cả tê giác có luôn nhá. Chúng mày gặp ông Lại Văn Sâm là 30 giây cả hỏi cả trả lời nhá. Còn riêng gặp tao 30 giây là tao nuốt trắng, nuốt sống luôn, không lòi một cọng xương ấy. Kinh quá. Bác ơi, nếu mà bác có ăn thịt anh cháu thì nhớ nhè dương ra để nhà cháu có cái để chôn ạ. Thằng điên. Từ sáng đến giờ mày toàn chôn, giờ lại xương. Dạ nhưng mà bà đòi nuốt cả xương anh, bà này quá là hố đen vũ trụ à. Nếu mà hố đen là tao nuốt cả mày luôn nhá, không chừa một cái củ lẳng nhá. Vớ vẩn đi. Thôi thôi. Chúng mày có tin là tao tát một phát đầu quay như đĩa hát không? Cả thôi. Hai thằng một lũ ấy. Thôi thôi được rồi, đứng ở đây mà không cần phải tát đầu vẫn đang quay như đĩa hát đây này. Tóm lại là như thế này, chúng tôi nói hơi to, chị thông cảm. Chị mà bố mày, tao này mày bảo tao chị à? Tao dặn một lúc ra một lần hai đứa như mày bảo tao là chị à? Đồ mất dạy. Thôi được rồi, xin lỗi. Bà thông cảm. Bố mày không thích thằng nào kêu bố mày là bà nhá. Mặc dù bố mày già thật nhưng mà bố mày không thích thằng nào gọi bố mày bằng bà nhá. Này. Ồ thế. Quả này hay thật ý nhỉ. Thế không thích gọi bằng bà thì người ta gọi bằng chị còn gì nữa. Chị bố mày. Thôi được rồi. Tóm lại là tôi gọi chị thế nào với chị gọi tôi hay gọi bà thế nào cũng được, nhưng mà đừng xúc phạm đến bố tôi. Thế bố mày bao nhiêu tuổi?
Bố tôi 60 tuổi rồi đấy. Này đây 62 nhá. Chả hơn bố mày 2 tuổi mà không gọi bố mày bằng nó. Kinh nhỉ. Không phải chị bố mày à? Trông cái hình nhân thế mạng thế này mà 62. Thằng kia. Dạ. Mày giỏi đuổi hình bắt chữ. Mày đuổi hộ tao cái hình này xem có hợp với cái chữ 62 không. Anh cho em à? Cho hỏi xem nào. Đứng dậy. Sao phải đứng? Đứng đi cho nó đúng để xem nào. Thôi bác ngồi được rồi. Thôi bác cứ đứng đi. Rồi. Có đứng không? Mày cứ làm như tao làm mẫu ấy. Thôi xoay một vòng. Úi lại còn xoay nữa à? Xoay. Đây này. Đấy. Lún cả đất. Tạo dáng đi. Này thì tạo dáng. Úi giời ơi. Dáng này mà 62 à? Ờ. 64. Úi giời ơi. 64. 66 đấy, nói thật đấy. Tóm lại là bao nhiêu? Nói thật đi. Tôi không trả giá nữa nhớ, kịch kim 67 đấy, mặc dù chính thức là tao 69 cơ. Úi giời ơi. Tao trả hơn bố mày 9 tuổi là gì? Thôi được rồi, tóm lại là hơn bố mình 9 tuổi. Rồi. Thôi được rồi, thế bây giờ, thế thì bà thích bọn tôi gọi bà bằng gì? Ờ, gọi bằng gì nè? Đây này, ra đây bác bảo, hai cháu cứ gọi bác là cái ấy cho nó thân mật. Úi giời. Gọi là gì? Cái ấy là tao đấy. Cái ấy? Tao là cái ấy đấy. Anh ơi. Cái gì? Cái ấy. Cái ấy là cái gì mà em nghe em cứ nhột nhạt hết người ấy. Dạ. Có bao nhiêu người ở đây đấy. Cái ấy. Không hiểu à? Dạ. Cái ấy. Nó là cái ấy đi mà. Thế mà không hiểu. Ý bài nói. Ý bài nói cái ấy là cái kia ấy. Không. Này, đây đây, quay đây. Chúng mày dốt thế. Cái ấy là cái ấy mà cái kia là cái kia. Hiểu chưa? Mày hiểu không? Mày hiểu không? Tao hỏi mày ấy, mày hiểu không? Hiểu chứ làm sao mà không hiểu. Mày hiểu thế nào? Thì thằng em tôi nó hiểu thế nào tôi hiểu thế. Cái ấy là của tao. Đương nhiên rồi. Nó là cái tên của tao. Bố mẹ tao đặt trong khai sinh. Tao là Nguyễn Thị cái ấy. Ui dồi, ngạc nhiên chưa. Ui dồi, ui dồi, ôi. Tên là cái ấy. Tức là bác là Nguyễn Thị cái ấy á. Ừ, tao là Nguyễn Thị cái ấy. Này, thế mà cháu lại tưởng cái ấy kia của bác là cái kia. Ừ, thế này này. Mày tởm nó vừa vừa. Ôi thì dồi. Tao này mà mày lại bảo tao là cái kia thì lâu thế mày mất dạy. Thực ra là tao cũng có cái kia đấy. Đúng rồi. Mà cái kia của bác hơi bị to đấy. Ui, tao lại không bình thường như người ta đâu nhá. Tao hơi bất thường đấy. Này. Dạ. Tao đoán ngay từ đầu rồi. Vâng, vâng. Nói thật với các bác nhé, em cũng đầy mình kinh nghiệm à. Anh biết ngay. Thế? Nhìn mặt mũi bà ấy là tao biết. Cái ấy của bà ấy mà cái bình ấy thường thì... Ừ. Cái kia của bà ấy mà bình thường thì tao cứ đập đầu xuống đất mà chết. Chắc chắn là nó phải kinh khủng hơn bình thường. Anh để em. Dạ. Bác cây ấy ơi. Thế. Thế cái kia của bác nó như thế nào ạ? Mày bị làm sao thế? Dạ. Chả có kinh nghiệm gì cả. Giờ hơi à. Mày hỏi thẳng tụt ra thế thì bà ấy cho mày xem thì nói chuyện gì? Mày xem không? Mày xem không? Tao cho mày xem này. Không có nhu cầu. Thằng giờ hơi. Nó không hiểu thì phải giải thích cho nó hiểu. Chứ sao mày lại mắng nó? Đúng rồi, bác giải thích cho cháu. Thế cái kia của bác nó như thế nào? Cái kia của bác ấy. Ờ. À. Nó không bình thường như người khác đâu. Biết rồi. Bởi vì... chức của bác ở đây to lắm. Vâng, thì chức thì làm sao? Cái kia là cái chức của bác đấy. Bác là hộ lý đấy. Chứ bác không phải là bình thường như bố chúng mày vào đây đâu. Ui giời ơi. Lạy mẹ, mẹ nói úp úp mở mở thế này thì không chỉ có hai thằng con đâu. Mà khối người ở đây người ta cũng tưởng là cái ấy chính là cái kia. Hóa ra là cái ấy là tên, còn cái kia là cái chức vụ. Chức vụ rất to, nó không bình thường, tức là hộ lý. Con lạy mẹ. Đây. Hôm nay là như này, thôi cho hai anh em bọn cháu vào thăm bố đi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thế này, bố chúng mày tên gì? Dạ, bố cháu tên là Trọng Đức. Ô, thằng cu Trọng Đức hả? Này, bà vừa phải, thế sao gọi bố cháu bằng thằng? Tao hơn bố mày đến 9 tuổi, gần đẻ ra được nó, tao không gọi bằng thằng, gọi kiếp bằng quá. Vâng ạ, thế được rồi, thế ai cũng được. Bố tưởng ai chứ thằng cu Trọng Đức thì tao... Ôi trời ơi, tao nắm rõ lai lịch nó có hai thằng con. Vâng. Dạ. Một thằng là thằng Trọng Thuận, một thằng là thằng Trọng Hiếu. Vâng, đúng rồi ạ.
Trọng Tấn có liên quan gì đến gia đình chúng mày? Ừ. Trọng Tấn nào? Trọng Tấn mà bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi cho em hỏi giấc mơ bát được rồi gớm chết. Trọng Tấn là ca sĩ chứ gì? Đúng rồi không liên quan nhưng mà cũng có liên quan. Có hai lần ông Trọng Đức mừng thọ nó đến nó hát. Ôi thế à? Thế là người dưng à? Thôi thế được rồi. Vâng, thôi bây giờ ta bố trí lần lượt. Vâng, rồi. Vâng. Trong cái chật hẹp thì cứ từng đứa vào thăm nhá. Dạ. Mày vào trước đi thằng Trọng Hiếu. Dạ. Ok. Vâng. Căn cứ vào đâu bác lại cho anh cháu vào trước ạ? Anh mày nó có Hiếu, lần nào vào thăm nó cũng tay xách nách mang. Mang toàn sơn hào hải vị vào cho bố mày ăn thôi. Cho nên phải nhường nó vào trước. Hôm nay mày ấy, từ lúc mà bố mày trong này mày vào thăm trước bây giờ tao thấy mày có một tí quà nào. Hôm nay... Toàn là, với lại trên răng ở dưới dép thôi, mày không có cái gì cả. Dạ, hôm nay cháu có quà. Thế hôm nay mày có quà gì? Đây ạ, túi quà của cháu đây. Cháu mang cho bố cháu hương vị ngày Tết ạ. Ôi trời ơi, sao mày lại tặng bố mày hoa 10 giờ? Dạ không, đây là hoa đào ạ. Úi, hoa đào vâng á? Vâng ạ, dạ. Ôi, tao lại tưởng là cái nốt ruồi son. Dạ không bác ạ. Ôi, trên cái chậu cây cảnh nhà cháu gốc đào từ năm trước, bây giờ nó ra đúng thế này thôi, cháu mang vào cho bố cháu. Với cả thế này là nhiều rồi anh nhở? Ờ. Trong cái hợp đồng gửi bố cháu vào đây ý, là ghi rõ từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, ngày nào các cụ cũng mỗi người, mỗi cụ được phát một bông hoa đào cho không chưa khí. Kể hết đâu. Trong thỏa thuận có ghi là tuần rằm mùng 1 các cụ đều có hoa và ban tổ chức khuyến mại thêm hương. Rồi thế à? Vâng ạ. Tôi thấy hai ông thánh ngồi đây nhá. Dạ vâng ạ. Ngồi đây đi rồi tôi vào tôi thỉnh bố các ông ra. Dạ vâng. Chứ vào một lúc cả hai thằng bố ông chết ngộp bố ông chết đấy nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. À này tao hỏi này, Hiếu ơi. Thế sao hôm qua tao điện thoại cho mày 4-5 lần mày không nghe đấy, tối hôm qua ấy. Đâu, có điện thoại bao giờ nhỉ? Mày bỏ cái điện thoại mày ra mày xem cái cuộc gọi nhỡ của tao 4-5 lần. Đây này, tao có thằng cháu chú nó làm Viettel nó mua nó khuyến mãi cho tao cái sim ấy. À, tức là cái số mà nhắn tin với cả gọi điện dài dằng dặc đấy gì? Đấy. À. Máy này là không bao giờ nghe những cái số 11 số, không có nhu cầu. Ô thế à? Ừ. Cháu ơi bớt khinh người đi cháu. Sao? À. Ra đây bác bảo này. Sao? Ai phải tội khinh người nhá. Bỏ cái thói đi nhá. Lại lựa số mới nghe cơ. Mày cười kiểu gì đấy? Dạ, không, thấy em bảo thiếu gì tên đẹp không đặt đặt tên anh nhỉ? Không. Bà này gì? Vâng ạ. Bà này tên của bạn tên gì nhỉ? Úi giời, cái ấy. À ờ. Đúng thật. Ngẫm ra thì đúng người làm sao của chiêm bao làm vậy. Thiếu gì cái tên đẹp đúng là không đặt để đi đặt tên là cái ấy. Hương Lan Hồng Cúc Huệ. Phú Quý Vinh Hoa không đặt. Phú Quý Vinh Hoa. May là bà tên là cây ấy đấy. Chứ bà mà tên là Quý thì còn nhục nữa. Mày bị dở à? Tên là Quý thì làm sao? Thu Quý, Phương Quý, Hồng Quý, Vinh Quý, Phú Quý đẹp thế làm sao? Đẹp thế còn của Quý có đẹp không? Mày dở à? Có đời thủa nhà ai đặt tên con mình là của Quý không? Thì đây có tên là cái ấy này thôi. Thế mà... cái... Không có, nhưng mà bố thằng bạn em tên là Của Quý. Tên là Của Quý? Mà tên đẹp lắm, Phạm Của Quý. Này, thế mà buồn đi học lắm. Cô giáo gọi là Phạm Của Quý lên bảng, không lên à? Gọi nguyên câu, Của Quý, dạ, lên bảng, dạ. Thôi đi, cười cái gì? Mày như thằng giả á. Cái lập luận của mày nhố nhăng. Sao mày nói xấu người lớn tuổi ở đằng sau lưng tao mày không biết nhột nhạt này hay sao? Nói xấu gì đâu. À. Nói xấu gì đâu. Sao mà tôi không có nhiệm vụ gì thì thôi chứ hết việc rồi thì đi vào đi. Anh em người ta... Ai bảo hết việc? À. Tao đi một lúc tao mới nhớ là tao phải chửi mày một câu tao mới sướng rồi tao mới vào được. Chửi cái gì? Nhá, mày đừng có khinh người thế nhá. À. Mày mà không nghe những cái số mà người ta gọi đến như thế nhá. Bố mày chết tươi mày không biết đấy. Cái gì? Bố tôi chết rồi á? Cái gì? Ui, này. Dạ. Bố chết rồi. Bố okay. Chết rồi. Okay. Ôi trời ơi. Này, bố chết rồi. Này. Tại sao bố chết mà viện dưỡng lão không báo gì với mình? Okay. Bố tôi chết thật không? 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 Thôi. Lắc xem con nào mềm hơn này. Này, đừng mới dậy. Tao thấy rõ ràng trong đôi mắt của mày có cái niềm khát khao là mày mong bố mày chết thật thì sao? Mắt mày cứ sáng rực. Ô, bố tôi chết rồi. Ô, bố tôi chết rồi. Ô, bố chết rồi. Sao thế hả con? Này. Mày mong bố mày chết lắm à? Ồ hay. Bác buồn cười nhỉ? Ai bảo thế? Ai chứng minh? Bác không thấy mắt trong ngấn lệ đấy à? Bác không biết là cháu buồn như nào không? Bác ơi, bố cháu mất rồi, bác ơi. Ôi, thương xót quá, má
mát rồi. Bố cháu có để lại cái gì không? Mẹ nôn luôn, nôn luôn. Bố cháu có để lại gì? Không phải lời nhắn là chìa khóa hay cái gì? Không để lại cái gì hết. Thế không để lại cái gì hết. Thế thì không để lại cái gì thì làm sao mà chết được? Đã chết đâu. Ồ, tao bảo bố mày chết bao giờ? Ồ, tao bảo có ngày bố mày chết tươi mày không biết, tao bảo chết bao giờ? Ồ, bây giờ tao mới ra, tao thỉnh bố mày ra cho chúng mày suy nghĩ rồi không cho chúng mày vào thăm nữa. Để tao lôi ông ra đây. Ồ, anh ấy. Cái gì? Anh xem lại mình đi. Tao làm sao? Hôm nay vào thăm bố, người ta mới nói câu: nếu bố chết, bắt được mỗi hai từ bố chết mà anh sung sướng, anh nhảy lên như thế đấy, anh còn ôm em như kiểu là ăn mừng của các cầu thủ bóng đá ghi bàn đấy. Mày điên. Đừng có nói điêu. Ở với mày bao nhiêu năm bây giờ tao mới biết mày điêu trẹo cả họng. Tao ôm mày bao giờ? Tao tung hô mày như cầu thủ ăn mừng bàn thắng bao giờ? Tao cũng đau buồn lắm ấy chứ. Đau buồn, tao cũng thống thiết lắm ấy chứ. Thống thiết. Khóc Phật khóc vã. Vừa khóc nhưng mắt cứ liếc cái bà ấy. Không liếc à? Thò vào thụt ra nhanh như chảo chớp, nó vả cho thì rơi răng ấy chứ. Anh ấy, anh khóc ấy không phải vì anh thương bố, không phải vì anh lo mất bố, mà sợ rằng khi bố chết đi, bố không để lại di chúc cho anh, để lại của cải cho anh, để lại ngôi nhà cho anh ấy. Mày đúng rồi đấy. Tao chả nói sai đâu. Mày bảo mày lo cho bố gì? Em lo cho bố. Mày lo lắng cho sức khỏe của bố chứ gì? Vâng. Mày chỉ cần bố khỏe là mày mừng chứ gì? Đúng. Mày lo lắng cho sức khỏe của bố. Nhưng thực ra không phải là mày lo lắng mà mày cần đến sức khỏe của bố. Mày muốn bố khỏe không phải là mày lo cho sức khỏe của bố, mà mày muốn bố khỏe để mày hút máu bố. Anh làm sao ấy? Lẫn à? Già à? Em có phải là dơi hay là muỗi đâu mà hút máu bố? Mày dở người lắm rồi. Mày tỉnh lại đi. Tao không bảo mày là dê, là ngựa. Tao không bảo mày là dơi mà mày hút máu người. Nhưng nghe tao hỏi đây, tuần cuối tháng vào thứ sáu, mày có chở bố đi đâu không? Hôm nay cũng chẳng chở bố đi, đúng tuần đúng ngày đấy. Chở bố đi đâu? Em chở bố đi dạo cho bố thư thái đầu óc. Chở bố đi dạo thư thái đầu óc xong rồi mày chở bố đi đâu? Xong em chở bố đến bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ làm gì? Để hút máu của bố. Hút máu của bố để làm gì? Để lấy máu bố truyền cho máu con em. Thế hả? Hả? Này con mà tới muộn như thế, cháu mà nó thiếu máu là chết đấy con ạ. À, đi với bố. Bố. Hả? Mọi khi con đưa bố đi thì phát một, đúng ngày đúng giờ con đưa bố đi. Nhưng vừa rồi con nói chuyện với anh con, rồi gặp bố, con cứ có cảm giác nó thế nào ấy. Hình như con đang làm điều gì đó mà nó không đúng với bố ạ. Ôi, con mày xến sổng như thế hả? Dạ. Mày học cái thói xến sổng ở đâu ra thế? Hả? Đi với bố. Mày phải đi với bố. Nếu mày không đi với bố nhá, cháu tao mà nó thiếu máu là mày chết đấy. Đi con với không bố. Đi đâu bố. Mày phải đi với bố nào. Thế bây giờ vẫn còn muốn đi nữa à? Hôm qua suýt chết còn vẫn muốn đi nữa à? Này. Ai suýt chết à? Bố mày chứ ai. Sao Hiếu? À? Hôm qua lúc mà bác điện thoại cho mày, mày không nghe, mày biết bố mày đang bị cái gì không? Bố cháu làm sao ạ? À? Dãy đành đạch nằm một đống sùi bọt mép. Trời tái ơi. Xanh tái tử. May mà tao châm cái kim vào 10 đầu ngón tay tao nặn ra thì mới không chết đấy. Bác sĩ bảo á, mỡ trong máu của bố mày bây giờ á, cục nào cục nấy nó to bằng cái cục hạt dẻ Trung Quốc rồi. Ôi giời. Mày làm cái gì? Tao nói cho nên là mày cứ đập đập vào người tao thế hả mày? Này bà câm mồm nhá. Rồi câm mồm gì? Xả đúng một cái đàn bà vô duyên. Đi vào. Đi với bố nào. Thôi con không đi bố nữa đâu bố. Bố xin con đấy. Đi rút rút máu trong người bố ra đi nha. Con đi, không đi. Đi với bố nào. Đi với bố. Bố xin con đấy. Bố cái thằng vô duyên không đi đâu. Sao mày không? Bố. Bố đứng dậy đi. Không phải đi đâu hết. Con, sao lại không đi? Bây giờ nếu không mà không đi nha, không rút máu bố ra nha, chuyển vào con, cái cháu của bố là nó chết đấy con ạ. À. Nó không chết được đâu. Con chú Thuận không chết được đâu. Sao lại không chết? Không phải lấy máu của bố nữa. Ta sẽ chữa cho cháu. Thật mà tiền đâu? Nó nghèo kiết xác ra như thế, tiền đâu? Hả? Cái nhà của bố cho con ấy. Con xin bố, nhưng con sẽ bán nó đi.
rồi lấy tiền đưa cho chú Thuận để chú ấy thay tủy chữa bệnh cho con chú ấy. Bố không phải đi đâu hết. Bố không phải ở trong cái viện dưỡng lão này nữa đâu. Năm nay bố về đi. Bố về với bọn con đi. Ôi giời, bố về ăn Tết với bọn con đi. Vậy là quý hóa rồi. Bố, trong thời gian qua con thật là ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Con đã sai rồi. Không, em sai rồi. Không, bố sai rồi. Không, con mới là người sai. Không, anh, em mới là người sai. Không, bố sai rồi. Khổ quá, con mới là người sai cơ mà. Sao anh cứ cãi em thế nhỉ? Em mới sai. Sao hai chúng mày cứ cãi tao thế hả? Cả bố ba, sai rồi. Cả ba đứa chúng mày đều sai hết. Ôi giời, cứ cãi nhau có đến sáng mai à? Tóm lại là mỗi cây ấy là đúng ạ. Chứ còn gì nữa. Thôi bây giờ thế này, ông ấy cũng rốt nát nó vừa vừa thôi. Ăn uống kiểu thế thì chết tức tử đấy. Bây giờ các con nó nói thế là đúng rồi, đi về đi. Chúng mày may mà còn nhận ra vấn đề cứu kịp bố mày đấy. Dạ. Ít nhất chúng mày phải có hiếu như con của bác ấy. Dạ. Thì bố mày cũng đã đỡ khổ. Giá chúng mày nghĩ ra cái điều đấy sớm hơn thì con bố mày đỡ khổ hay không. Đấy này, vừa nhắc đến thì để gọi điện cho mẹ ngay này. Alo, mẹ đây. Úi dồi ôi, cả viện là các bác ấy về hết rồi. Chỉ còn một mình mẹ với lại bác Trọng thôi. Bây giờ con bác Trọng đến đón bác Trọng rồi. Nhanh nhanh đón mẹ đi, mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Ôi dồi ôi, hôm nay đi, năm nay đi du lịch ở bên Nhật Bản à. Ôi dồi. Có gia đình con đi thôi hả? Cái hôm mà con đi mua vé máy bay ở con quên tên mẹ. Ôi thế à? Thế không giả được vé à? Mua vé rẻ hả? Ừ thôi thế cứ đi đi. Không, mẹ không buồn. Tao quen rồi, cả 8 năm nay tao ăn Tết có mình trong này tao quen rồi. Không, vô tư đi. Mẹ bây giờ là đại bàng ở trong cái viện này rồi đấy. Ôi dồi ôi, tao cứ lấy chuyện đánh người làm niềm vui mà, lo gì. Không, không, không phải lo cho mẹ nhá. Thôi cứ đi đi vui vẻ. Chúc cả nhà vui vẻ. Cho ông còn có cái máu quý. Ông cho được tất cả mọi người, chứ tôi đây cũng máu như người ta. Mà mẹ máu toàn nhận chứ không cho ai được. Đâm ra con cái cấm đứa nào nó cần đến mình. Thế còn là nhà cửa thì bác lỡ bác chia cho chúng nó hết. Từ năm bác 50 tuổi rồi, đâm ra bây giờ chả nào nó cần đến mình nữa. Thôi đi vui vẻ. Này bà đừng có trách chúng nó nha. Thế thì thôi, Tết này về ăn Tết nhà tôi nha. Không cần. Đúng cái rồi. Nấm đông cô thừa của ông ấy tôi xin được rồi. Không, ta năm nào ta trả thế. Bác cái ấy ơi. Cái gì? Bác cái ấy bây giờ thế này à? Còn mình bác ở đây thôi. Hay là bác về ăn Tết với anh em cháu? Đúng ăn rồi đấy. Ăn Tết với bố cháu ạ. Bác về ăn Tết với bố cháu đi. Tao ăn bố mày nào được, nó bé hơn tao 9 tuổi nào được. Không không bác ơi, ý cháu nói ăn Tết ở đây là ăn Tết đơn thuần bánh chưng xanh thịt mỡ dưa hành ấy ạ. Thế à? Mà này không nói rõ, tao tưởng mày bảo tao ăn bố mày không ăn được. Không bác ơi, không phải là bác ăn bố cháu, mà nếu như mà bác có ý định mà không muốn ăn Tết theo kiểu có thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, mà bác thích ăn Tết kiểu open ấy, kiểu giải open, giải tennis mở rộng ấy, thì cháu sẽ mời bác về nhà cháu ăn Tết, rồi nói với chú Thuận mời cái cụ của Quý đến ăn Tết cho nó có cặp. Ôi trời ơi, trên đời lại có thằng tên của Quý nữa hả? Có mà bác, Tết này bác về nhà cháu ăn Tết mà của Quý mà lại có cả cái ấy ăn Tết thì Tết này là vui nhất đấy bác ạ.